có năng khiếu hội họa và niềm đam mê mỹ thuật. Thầy giáo Nguyễn Hữu Tịnh, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Làng Chánh, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ vào bài giảng, trình chiếu trực tiếp hình ảnh sinh động để truyền hết đam mê, nhiệt huyết của mình đến với các em học sinh. Với niềm đam mê và tâm huyết của mình, thầy đã mang một hơi thở mới, một cách thể hiện mới lạ, tạo nên những tiết học mỹ thuật, lý thú, bổ ích, thu hút các em học sinh. Thầy giáo Nguyễn Hữu Tịnh đã áp dụng các phương pháp giảng dạy mới mẻ, nỗ lực đưa công nghệ số vào bài giảng, trình chiếu bằng hình ảnh từ camera điện thoại kết nối Wi-Fi với máy tính, chiếu lên màn hình TV, giúp các em học sinh quan sát dễ dàng, cũng như quá trình thao tác của thầy khi bắt đầu vẽ một bức tranh. Trước đây tôi dạy đó thì tôi vẽ trực tiếp lên bảng thì học sinh sẽ quan sát được một bên, còn một bên học sinh sẽ không quan sát được. Thứ hai nữa là đối tượng học sinh ở dưới là cũng khó quan sát lên hết bảng được. Thì những cái điều khó khăn đấy thì tôi cũng trăn trở và tôi đã tìm ra cái cách để làm sao dạy để có tiết học hiệu quả. Và đối với cái đổi mới chương trình thì tôi đã áp dụng cái công nghệ đó là những cái gì sẵn có. Ví dụ như đối với điện thoại chúng tôi thì chúng tôi đã sử dụng điện thoại để kết nối với máy tính để chiếu các hình ảnh. Có thể tôi quay các hình ảnh và tôi chiếu các hình ảnh lên cho học sinh xem. Và ví dụ như các cái bài nhận xét của bài học sinh tôi ở dưới thì thường thường tôi phải dán bài lên trên bảng. Nhưng mà hiện nay tôi cũng không cần phải dán bài lên bảng nữa mà tôi sẽ chiếu trực tiếp để cho học sinh quan sát và nhận xét để rút được kinh nghiệm trong bài vẽ. Các tiết học mỹ thuật được trình chiếu bằng hình ảnh, quan sát rõ chi tiết từng nét vẽ của thầy. Điều này đã giúp cho học sinh theo dõi rõ ràng về màu sắc đến nhân vật trong bức tranh, từ đó kích thích trí tưởng tượng, phát triển năng khiếu hội họa của mỗi em học sinh. Còn đối với hướng dẫn học sinh vẽ thì chúng tôi cũng chỉ tôi sử dụng cam hoặc điện thoại, tôi sẽ chiếu lên và cho học sinh quan sát cách vẽ của thầy và học sinh quan sát được bao quát toàn bộ cái quá trình làm việc của thầy thì nó hiệu quả. Về thông qua đấy thì thầy giáo có thể là chiếu được thêm rất là nhiều hình ảnh tham khảo thêm để học sinh được hiểu biết được hơn. Và trong tiết thức dạy của tôi thì tạo cho học sinh có hứng thú và có học sinh có làm tốt sản phẩm của mình. Với sự nỗ lực cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy, thầy Nguyễn Hữu Tịnh đã truyền sự đam mê, nhiệt huyết của mình đối với môn mỹ thuật đến các em học sinh, để các em có say mê, hứng thú, yêu cái đẹp. Từ đó các em vận dụng được vào cuộc sống hàng ngày, hướng các em đến chân thiện mỹ. Phương pháp giảng dạy bằng cách trình chiếu trực tiếp hình ảnh lên màn hình TV không những được áp dụng ở bộ môn mỹ thuật mà còn được thầy hướng dẫn cho các bộ môn khác, được nhà trường, đồng nghiệp đánh giá rất cao về tính hiệu quả của việc dạy học bằng hình ảnh sinh động này. Chính vì vậy, thầy Nguyễn Hữu Tịnh luôn được nhắc đến là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo. Không phải môn của tôi mà được áp dụng cho tất cả các môn học khác. Thì các thầy cô giáo dạy họ cảm thấy là đối với cái công nghệ 4.0 và chúng ta thay đổi cách dạy này thì học sinh hầu như là nắm bắt bài và học bài rất là tốt và hiệu quả, ghi nhớ bằng hình ảnh. Dù là ở nhà hay trên lớp, thầy luôn đầu tư và dành thời gian công sức cải tiến phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Bản thân thầy cũng luôn đề cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn để ứng dụng yêu cầu ngày càng cao của công việc giảng dạy. Theo cô giáo Trịnh Thị Hải, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Làng Chánh, thầy Nguyễn Hữu Tịnh là thầy giáo có tay nghề chuyên môn cao, vững vàng, nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, người thầy mà nhà trường luôn tự hào. Nhà trường thì có một phòng học thông minh và tất cả các cái phòng học, phòng bộ môn của nhà trường thì đều có máy chiếu hoặc là máy tính để hỗ trợ cho cái công tác dạy và học. Giờ đây thì các cái giờ dạy ở trên lớp của thầy cô thì không đơn thuần là sử dụng các cái đồ dùng dạy học truyền thống mà thêm vào đó là có cái sự hỗ trợ của công nghệ, của các cái phần mềm dạy học, các video hoặc là các cái phần mềm đồ họa cũng như là thí nghiệm ảo, giúp cho cái giờ học nó sinh động hơn và từ đó kích thích cái hứng thú học tập của học sinh, giúp học sinh học tập tốt hơn, nâng cao cái hiệu quả của giờ dạy. Với những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, nhiều năm liền thầy giáo Nguyễn Hữu Tịnh
đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều bằng khen các cấp. Trong nhiều năm gắn bó với nghề giáo, dù ở môi trường công tác nào, thầy cũng luôn yêu nghề, tận tâm, nhiệt huyết, góp phần cùng với tập thể nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học.